Giá vàng hôm nay ngày 22 tháng 4 năm 2024, giá vàng được đặt niềm tin, phăng phăng lên dốc, thị trường cần một đợt bán tháo. Giá vàng hôm nay ngày 22 tháng 4 năm 2024 được các chuyên gia kỳ vọng sẽ giữ đà tăng vững chắc. Colin Szyzinski, giám đốc chiến lược thị trường tại Silverton Management khẳng định sẽ không mất nhiều thời gian để châm ngòi cho một đợt tăng giá của vàng. Bản cập nhật trực tiếp giá vàng hôm nay ngày 22 tháng 4 và tỷ giá hôm nay ngày 22 tháng 4. Cập nhật diễn biến giá vàng hôm nay ngày 22 tháng 4 năm 2024. Giá vàng trong nước tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SCC mua vào 82 triệu đồng mỗi lượng và bán ra 84 triệu đồng, ghi nhận ngày 21 tháng 4 so với 7 ngày trước. Mỗi lượng vàng miếng SCC tăng 1,4 triệu đồng ở chiều mua vào và tăng 900.000 đồng ở chiều bán ra. Mức tăng không đều nói trên khiến chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SCC giảm còn 2 triệu đồng mỗi lượng thay vì 2,5 triệu đồng như tuần trước. Trong khi đó, vàng nhận 4 số 9 được SCC mua vào 74,6 triệu đồng và bán ra 76,7 triệu đồng. Chênh lệch giá mua và bán vàng nhận SCC tăng vọt lên 2,1 triệu đồng thay vì chỉ ở mức 1,9 triệu đồng như cuối tuần trước. Cùng thời điểm ngày 21 tháng 4, giá vàng thế giới mức 2.392,2 đô mỗi ao, tăng gần 50 USD so với 7 ngày trước. Kim loại quý thế giới đã ghi nhận tuần thứ 5 tăng liên tiếp. Tình hình xung đột tại Trung Đông đang leo thang được xem là nguyên nhân chính thúc đẩy giá vàng đi lên. Nhiều nhà đầu tư lớn vẫn lựa chọn vàng là tài sản an toàn để trú ẩn. Nhu cầu về vàng tăng cao trên thị trường quốc tế thời gian qua bất chấp việc nhiều quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cho rằng nên duy trì lãi suất cao thêm một thời gian. Tổng hợp giá vàng SCC tại các thương hiệu kinh doanh lớn trong nước tại thời điểm chốt phiên ngày 21 tháng 4, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết tại 82 đến 84 triệu đồng mỗi lượng. Tập đoàn Doji hiện niêm yết tại 81,65 đến 83,85 triệu đồng mỗi lượng. Hệ thống P&G niêm yết tại 81,8 đến 83,8 triệu đồng mỗi lượng. Tập đoàn vàng bạc Phú Quý niêm yết tại 82 đến 84 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng SCC tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết tại 81,9 đến 83,9 triệu đồng mỗi lượng. Quy đổi theo giá USD tại Vietcombank ngày 21 tháng 4, 1 USD bằng 25.473 Việt Nam đồng. Giá vàng thế giới tương đương 73,38 triệu đồng mỗi lượng, thấp hơn giá vàng SCC bán ra 10,62 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng sẽ tiếp tục tăng. Cuộc khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, cả giới chuyên gia và nhà đầu tư vẫn đặt nhiều niềm tin vào kim loại quý. Tuần trước, 14 nhà phân tích phố Wall đã tham gia khảo sát vàng của Kitco News. 10 chuyên gia, tương đương 71%, cho rằng giá vàng còn tăng cao hơn vào tuần này. 3 nhà phân tích, chiếm 21%, nhận thấy vàng sẽ giữ ổn định. Chỉ có 1 nhà phân tích, tương đương 7%, dự đoán giá vàng sẽ giảm. Trong khi đó, 149 phiếu bầu đã được bỏ trong cuộc thăm dò trực tuyến. Một số nhà đầu tư ở Main Street đang tỏ ra lo lắng về triển vọng của kim loại quý ở mức cao này. 95 nhà giao dịch bán lẻ tương đương 64% kỳ vọng vàng sẽ tăng vào tuần này. 29 người khác tương đương 19% dự đoán giá sẽ thấp hơn. Trong khi đó, có 25 người tương đương 17% kỳ vọng kim loại quý sẽ có xu hướng đi ngang. Colin Szyzinski, giám đốc chiến lược thị trường tại Silverton Management cho biết, tôi lạc quan về giá vàng tuần tới. Tại thời điểm này, rủi ro vĩ mô vẫn ở mức cao với rất nhiều tình hình chính trị bất ổn. Sẽ không mất nhiều thời gian để châm ngòi cho một đợt tăng giá của vàng. Nhà đầu tư hàng hóa Dennis Chapman nói, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại trong tuần này. Trong khi đó, Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cao cấp tại Regio Future cho biết, xung đột địa chính trị sẽ tiếp tục đẩy giá vàng lên cao ngay cả khi không có sự leo thang ngay lập tức. Pavilonis nói thêm, tôi nghĩ căng thẳng địa chính trị là một trong những lý do khiến vàng vẫn được mua. Tuần tới, tôi kỳ vọng giá vàng sẽ ở mức cao hơn. Darren Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại BARCHART.com thì cho rằng, thị trường đang ở trạng thái mua quá mức và có thể cần một đợt bán tháo. Tuy vậy, chuyên gia này cũng cho rằng, xu hướng giá vàng vẫn tăng. Với những căng thẳng địa chính trị dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng từ nay cho đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, vàng có thể sẽ được chọn là nơi trú ẩn đầu tư an toàn, ông Darren Newsom. Đồng quan điểm Mark Leibovitz, nhà xuất bản của VR Metals Research Letter cũng lạc quan về giá vàng trong ngắn và trung hạn. Ông nhận thấy giá bạc thậm chí còn nhận được mức tăng lớn hơn. Giá vàng vẫn nhắm mục tiêu ở mức 2.700 đến 2.800 đô mỗi ao, vị chuyên gia này nhấn mạnh. Giá vàng hạ nhiệt, tỷ giá USD vẫn cao. Do một số nhà đầu tư đã tranh thủ bán chút lời nên giá vàng hạ nhiệt, đóng cửa ở mức khoảng 2.392 đô mỗi ao. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dù công bố bán USD cho các ngân hàng thương mại nhưng giá USD vẫn cao. Giá vàng thế giới neo cao sát ngưỡng 2.400 đô mỗi ao. Ghi nhận lúc 7 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4, chỉ số US Dollar Index
Đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt ở ngưỡng 105,96 điểm. Một trong những chất xúc tác chính thúc đẩy giá vàng đi lên là mối lo ngại ngày càng tăng về khả năng leo thang căng thẳng giữa Israel và Iran. Các thông tin về một cuộc tấn công quy mô nhằm trả đũa Iran ngay lập tức làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột lan rộng ở Trung Đông. Diễn biến này đã gây ra làn sóng chấn động khắp thị trường, khiến các nhà đầu tư đổ xô tìm nơi ẩn náu vào tài sản trú ẩn an toàn là vàng. Tuy nhiên, thị trường vàng sau đó hạ nhiệt khi các nguồn tin xác nhận vụ tấn công không gây ra bất cứ thiệt hại nào cho Iran, và các quan chức Iran tuyên bố không có kế hoạch trả đũa Israel vì vụ việc. Thông tin đã giúp xoa dịu một số căng thẳng ban đầu. Mặc dù tình hình tại Trung Đông lắng dịu, nhưng các chuyên gia vẫn cho rằng quỹ đạo đi lên của vàng vẫn còn nguyên bởi kim loại quý này vẫn đang được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố khác nhau, trong đó có sự suy yếu của đồng USD. Chỉ số US Dollar Index sóng phiên giảm xuống mức 105,96 đã làm tăng sức hấp dẫn của vàng đối với người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác. Diễn biến giá vàng hôm nay, giá vàng trong nước. Lúc 7 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4, giá vàng tại Doji được niêm yết ở mức 81,65 đến 83,85 triệu đồng mỗi lượng. Mua bán tăng 200.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua, bán so với đầu giờ sáng hôm qua. Cùng thời điểm, giá vàng tại SCC được niêm yết ở mức 82 triệu đồng mỗi lượng và bán ra 84 triệu đồng mỗi lượng mua bán, tăng 200.000 ở cả hai chiều. Giá vàng quốc tế. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.391,77 đô mỗi ao. Giá vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.406,7 đô mỗi ao, tăng 8,7 USD so với rạng sáng qua. Dự báo giá vàng. Trong tuần qua, thị trường liên tiếp đón nhận các dữ liệu kinh tế mạnh mẽ, bao gồm doanh số bán lẻ và chỉ số quản lý sức mua trong lĩnh vực sản xuất của Philadelphia. Các báo cáo đã khiến thị trường ngày càng tin rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ hạn chế, giữ lãi suất chuẩn ở mức từ 5,25% đến 5,5% để đưa lạm phát về mốc 2%. Hiện tại, thị trường đang chờ đợi dữ liệu chi dùng cá nhân PCE sẽ được công bố vào thứ Sáu tuần tới. Báo cáo này sẽ cho biết xu hướng lạm phát trong thời gian gần đây và tác động của nó đến hướng chính sách tiền tệ trong tương lai của Fed. Chuyên gia phân tích thị trường Everett Millman của Renesco coi kỳ vọng thị trường vàng sẽ tiếp tục biến động mạnh vào tuần tới. Chuyên gia này dự báo, phạm vi hoạt động của vàng trong tuần tới sẽ được mở rộng. Theo Millman, vàng sẽ dao động trong khoảng 100 USD theo cả hai hướng. Theo đó, vàng có thể tăng lên 2.500 đô mỗi ao, hoặc giảm xuống mức 2.250 đô mỗi ao hoặc 2.200 đô mỗi ao. Trong bối cảnh hiện tại, chuyên gia này cho rằng khả năng đó có thể xảy ra. Tỷ giá USD vẫn ở mức cao. Mặc dù Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố bán USD can thiệp thị trường, nhưng các ngân hàng vẫn giữ tỷ giá USD ở mức cao. Vietcombank mua vào 25.130 đến 25.163 đồng, bán ra 25.473 đồng. Eximbank mua vào 25.120 đến 25.200 đồng, bán ra 25.472 đồng. Ngân hàng Nhà nước cho biết điều hành tỷ giả, góp phần hấp thụ các cú sốc, kết hợp với phát hành tín phiếu Việt Nam đồng nhằm giảm bớt dư thừa thanh khoản Việt Nam đồng, qua đó giảm bớt áp lực trong ngắn hạn đối với tỷ giá. Về cơ bản, thanh khoản thị trường thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ, tỷ giá diễn biến phù hợp với điều kiện thị trường và xu hướng của các đồng tiền quốc tế so với USD. Tính đến nay, tỷ giá tăng 4,9% cũng là mức thấp so với các đồng tiền trong khu vực và trên thế giới. Nhà điều hành sẵn sàng thực hiện ngay các biện pháp can thiệp nếu tỷ giá có những diễn biến bất lợi. Giá USD trên thị trường quốc tế giảm nhẹ, chỉ số USD Index giảm 0,1 điểm, xuống còn 106,1 điểm. Lạm phát đã tăng lên 3,5% trong tháng 3, điều này khiến các nhà giao dịch nhanh chóng giảm mức đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Phép trong năm nay xuống, và dự đoán lần cắt giảm lãi suất đầu tiên có thể bắt đầu từ tháng 9, điều đó đã khiến lợi suất trái phiếu Mỹ tăng đột biến, đẩy chỉ số USD lên mức cao nhất kể từ tháng 11 vào đầu tuần này.